đưa con cho chồng chăm sóc. Người vợ kiểm tra thì liền bật ngửa với diệu kế của chồng. Theo đó, vào ngày cuối tuần, anh chồng được vợ giao cho nhiệm vụ trông con và chơi với con. Còn mình thì phụ trách dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng vừa mới lên lầu dọn dẹp chưa được bao lâu thì cảm thấy có gì đó nó sai sai khi hai đứa trẻ và một người đàn ông chơi với nhau, nhưng không khí lại im lặng như tờ. Người vợ ra xem thử tình hình thì bật ngửa khi thấy hai đứa con đang khoanh chân trên ghế làm động tác ngồi thiền, còn ông bố thì nằm trên sofa đánh một giấc no say. Được biết vì để mình có thể ngủ một giấc, ông bố đã dạy tụi nhỏ chơi ngồi thiền. Ai ngồi lâu và im lặng nhất sẽ là người chiến thắng. Ủa mình gì là lâu lắm. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cho dân mạng được trận cười đau cả bụng. Bên cạnh đó, qua đoạn video này, nhiều ông bố cũng đã để lại chia sẻ: tôi thì rủ tụi nhỏ chơi trò ai không nói lâu nhất sẽ thắng. Kết quả sáng ra tôi là người nói đầu tiên. Thấy ông nào còn ra bài tập vẽ bố em khi đang ngủ, làm tụi nhỏ thi nhau vẽ, còn ổng thì ngáy khò khò. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.